Em chào tất cả các bác nha. Hôm nay em làm cái video này chia sẻ với các bác về một số cái đặc điểm, như là đặc điểm hình thái hay là những cái ưu điểm và nhược điểm của cái giống cà phê TR4 nha. Cái giống cà phê TR4 em đang để trước cái màn hình đó, các bác đang xem nó đó. Về đặc điểm hình thái, đây cái cành của nó này, đây là cái TR4 thì cành của nó như thế này và cái lá của nó hơi ngã vàng đó, hơi ngã vàng chứ nó không xanh, nó không xanh rì rào đâu, nó hơi vàng một chút mới đúng điều thằng TR4. Cái ưu điểm của cái giống cà phê này á là cái mắt của nó rất là dày đó. Cái mắt dày á này, khoảng cách giữa cái mắt nó dày này. Và cái thứ hai nữa là cái sức chống chịu của thằng TR4 này rất là tốt. Nó chống chịu được rỉ sắt. Rỉ sắt ít tấn công cái bọn TR4 này. Mà nó lên rất là khỏe. Nó khỏe lắm. Và cái nữa là cái trái của nó này. Cái trái của nó vỏ nó rất là mỏng. Vỏ nó mỏng lắm. Nhưng trái của nó không được to, tức là nó không quá to. Nó không nhỏ nhưng mà không quá to. Không bằng TR9. TR9 là cái hạt to, quả to. TR4 nó nhỏ hơn. Và thêm một cái nữa là nó mềm và nó dễ hái lắm. Rất là mềm và rất là dễ hái. Và cái nhược điểm của TR4 chắc bà con nông dân chúng ta rất là ghét, cực kỳ ghét luôn. Riêng em rất là ghét cái nhược điểm của nó là này, cành tâm. Cái cành tâm của nó quá là nhiều, nó lên giống như là mạ luôn á. Làm rồi nó lại lên tiếp, làm rồi nó lại lên tiếp. Còn anh TR9 á, anh TR9 thì cành tâm nó ít hơn. Cành nào ra chắc cành ấy. Mà TR9 mà ai trồng á, là phải đổi cái cối xay á, bởi vì cái quả nó to lắm. Nếu mà lấy cái cối xay mà cái sàng cũ á, là nó bể hết. Cái nhân rất là to. Và TR9 là cái nhân nó cái mắt nó thưa hơn cái thằng TR4 này. Cây này chờ sang năm mới nhiều trái chứ năm nay thì cũng ít. Bởi vì năm ngoái em ăn nhiều rồi, năm nay nó giảm bớt. Riêng đối với ông TR4 á, thêm một cái ưu điểm nữa em quên nói. Ở đây không thấy hè. Tức là những cái cành nào mà giả sử như mình làm vô tình á, mình đánh hay là gì đó nó gãy cái ngọn này. Mà cái cành này này nó từ trong ra ngoài đều là trái không, mà nó phơi ra được ánh sáng nó sẽ không chết cành. Có nhiều giống cà phê là khi nó bị gãy cái ngọn ra là nó chết dần này. Đặc biệt thằng TR4 là không có hiện tượng đấy. Những cây nào mà chết á là nó bị che bên trong ánh sáng. Nó bị che tối bên trong đó, giả sử vậy này, nó nằm tuốt bên trong rồi này. Mà nó bị gãy ngọn nữa là nó chết. Chứ còn mà những cành nào bị gãy ngọn các bác phơi ra sáng kìa là nó không chết đâu. Vườn em thì cỏ hơi nhiều. Để tí nữa em hái xuống tới cái cây dưới kia em quay tiếp cho các bác xem nha. Bây giờ tạm dừng em hái cây này đã. Đây các bác nè. Trường hợp hồi nãy em nói nè. Như cái cành này nè, nó bị gãy ngọn đó. Mà nó vẫn sống này. Tức là cái những cái phần trái này nó không bị chết á, cái này ngọn nó bị gãy lâu rồi. Cái ngọn nó bị gãy ra này, bị cùn rồi này. Nó vẫn sống này. Khi nó được phơi nắng là nó không có chết cái cành đó đâu. Đây dưới này rồi. Đây là cái ngọn nó bị chết lâu rồi này. Đấy. Nó vẫn hứng được nắng là nó không có chết này. Và nhiều bác có hỏi là mình nên để một thân cây hay hai thân cây, là một hố trồng hai cây hay là một hố trồng một cây rồi để hai thân.
À, tí nữa em nói luôn. Cái cây cà phê này cũng khá đẹp. Các bác thì như thế nào em không biết, chứ đối với em á, đối với em là em trồng một hố là em trồng chỉ một gốc thôi, em để hai thân. Một gốc để hai thân. Cái này rất là nhiều chồi này. Chồi rồi cành tăm, cành cá rồi quá trời luôn. Một gốc em để hai thân nè. Đấy, cho bác xem nha. Một gốc để hai thân đó. Và khi để hai thân thì để từ nhỏ, chứ đừng có để cái gốc trước nó to dần rồi sau đó mới trừ cái gốc thứ hai thì nó không hay lắm, bởi vì cái gốc thứ hai sau nó lên không nổi đâu. Từ nhỏ là mình để hai chồi để nó thành hai thân luôn á, vậy mới đẹp. Mà đối với cái cây cà phê TR4 hoặc là nói chung là cái bọn họ hàng cà phê á, là nó cạnh tranh cùng loài. Tức là giữa những cây cùng loài nó cũng cạnh tranh với nhau. Do đó là khi trồng mà chúng ta trồng hai gốc, tức là hai gốc khác nhau, hai thân khác nhau trên cùng một hố là không hay lắm. Cái rễ cây này sẽ cạnh tranh với rễ cây kia. Và cái cành của cây này nó cũng sẽ cạnh tranh với cành của cây khác. Còn một gốc mà để hai chồi thành hai thân á, thì nó là của nó mà. Để đẹp quá các bác này. Do mấy cây này là năm ngoái em ăn nhiều quá rồi, nên là năm nay trái ít á. Thôi em xin phép dừng video ở đây các bác nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.